Chào các sếp, Nhi Đồng Thổi Tay đã quay trở lại. Chúc mừng năm mới. Hôm nay tôi sẽ quyết định đưa các sếp sang thăm họ ngoại của mọi nhà. Tôi đội sở hữu cô vợ quốc dân Bích Phương, cụ thể là 1989S Entertainment. Để mà nói thì đây là tổ đội âm nhạc có phong độ ổn định nhất trong 5 năm trở lại đây. Năm nào cũng sở hữu ít nhất là 2 bản hit. Thể loại âm nhạc thì siêu đa dạng, ballad ướt át, hip hop dân dã, nhạc tình, nhạc Tết và cả nhạc tình cho ngày Tết. Có quá nhiều thứ để nói về tổ đội này. Hôm nay hãy cùng Nhi Đồng Thổi Tay gặp gỡ 1989S luôn. Let's go. Nếu tính từ năm thành lập là 2016 thì có thể nói 1989S là tổ chức thú vị nhất trong 8 năm vừa qua của nền âm nhạc Việt. Khi mà ở thể loại nào, nhà này cũng có hits. Đã từng có thời những bản ballad ngọt ngào của Soobin Hoàng Sơn là Mưa Làm Gió, rồi sau đó là Người Đi Trên Dây Bích Phương khiến tâm trí của bao nhiêu anh điên đảo. Sau đó đến cặp Big Daddy và Emily xuất hiện cùng gam màu tình cảm vợ chồng mối mẻ để cuốn hút, mỗi tội lại có cái MV bị ban. Mới đây thì có thêm Phúc Du, rapper bận nhất năm 2022, vì anh này tôi gánh tuyến giữa của MU sáng được ghi bàn trong lòng người hâm mộ bằng một nhạc mộc mạc ấm áp. Anh đâu muốn sợ lạc mình, chỉ vì là anh là thứ vô xin. Đặc điểm đầu tiên giúp đem lại thành công trong phong cách của 1989S là tổ chức này thay vì chơi theo công thức pháo giàn hay là lẩu thập cẩm, kiểu thay vì năm nào cũng ra sản phẩm có đủ mặt tất cả các thành viên, thì cứ mỗi năm 1989S sẽ chọn ra một gương mặt để gửi vàng, rồi giúp nghệ sĩ đó trở thành ngôi sao của năm đó. Nếu nhìn như vậy thì từ năm 2016 đến nay, chúng ta có thứ tự nổi tiếng lần lượt là Soobin, rồi đến Big Phương, Big Daddy và Emily, và gần đây nhất thì 2022 có Phúc Du. Giữa các đợt buff nghệ sĩ này thì chị Tiên Bánh Quy mà có bài nhạc nào muốn ra mắt thì cứ tự giác mà đi quay MV rồi thêm vào thôi. Công thức này đã giúp tổ đội 1989S phát triển đồng đều, khi ai cũng có chỗ đứng của riêng mình trong lòng công chúng. Bất kể là việc mỗi năm phải tập trung làm việc với thể loại âm nhạc và cá tính nghệ sĩ khác nhau sẽ phù hợp với định hướng tạo ra thứ âm nhạc chất lượng, cảm xúc sáng tạo và lan tỏa đến mọi ngóc ngách của tổ đội này. Thêm vào đó, với công thức kể trên, các nghệ sĩ của nhà 1989S sẽ có khoảng thời gian bung sức và nghỉ ngơi đồng đều nhau, giúp họ có khoảng trống để phát triển, làm giàu thêm phong cách âm nhạc của bản thân, thay vì đẩy mình vào khuôn mẫu nhàm chán thường thấy ở thị trường nhạc Việt. Điểm thứ hai là 1989S sở hữu một đội ngũ phía sau nghệ sĩ vô cùng hùng hậu và đa năng. Chẳng hạn như chị Tiên Cookie vừa có thể viết mấy bài ballad trendy ướt át, vừa có thể làm nhạc R&B pha hip hop đường phố gai góc, xong rồi còn làm được cả nhạc thiếu nhi vui vẻ đáng yêu khiến người lớn cũng phải lạc quan vô tư lên. Không có gì mà đội ngũ này không làm được. Cùng với đó, với màu nhạc không lệch vào đâu được của bộ đôi producer Dương K cùng giám đốc âm nhạc Phạm Thanh Hà, thực sự đã khiến 1989S trở thành một công ty mà nhạc nào cũng nhảy. Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển nghệ sĩ của 1989S cũng rất giỏi trong việc tìm chủ đề để nâng tầm nghệ sĩ. Câu chuyện dài kỳ của Đi Để Trở Về sau hơn 6 năm đến giờ vẫn còn hot là case study điển hình nhất. Rồi cái cách mà 1989S đưa cặp vợ chồng Big Daddy và Emily trở lại đường đua với hit Mượn Rượu Tỏ Tình, xây dựng được hình ảnh cặp vợ chồng son, tình cảm các kiểu cũng quá đỉnh. Theo nhiều ý kiến thu thập được trên mạng thì có vẻ là 1989S thay vì làm việc phụ thuộc hoàn toàn vào cá tính và cảm xúc của nghệ sĩ, kiểu chủ đề đây, deadline đây, viết nhạc đi, thì họ sẽ chủ động góp ý, cùng tham gia sáng tạo với nhau, từ đó tìm ra điểm chung, rồi phát triển nghệ sĩ theo hướng nổi bật và hợp trend nhất. Kiểu Bích Phương lúc thì được coi là vợ quốc dân, mặc dù là lúc nào cũng hát không muốn lấy chồng, thì dạo này chúng ta lại thấy một Bích Phương vừa quyến rũ sexy, chắc là chỉ thua mỗi áo của Trùng Cuối và figure của Trùng Figure. Nên mà chúng tôi bán đủ các loại mẫu áo, phim, game, anime, meme. Cùng với đó, Trùng Figure đang có cực kỳ nhiều ưu đãi. Các bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để tìm hiểu thêm. Hay cả trường hợp của anh Soobin Hoàng Sơn, nhiều khán giả cho rằng họ thích phiên bản hoàng tử ballad Soobin của 1989S hơn là Bad Boy của Space Speaker như bây giờ. Nhìn chung là 1989S rất nhạy cảm về trend, luôn bắt kịp xu hướng và quan trọng nhất là tạo ra cả trend để cho khán giả của họ được có không gian âm nhạc đa màu sắc nhất. Sự thành công này một phần cũng nhờ vào đội ngũ sản xuất, vì cả anh Thanh Hà, anh Dương hay là chị Tiên Bánh Quy đều là những người ưa chuộng trải nghiệm và âm thanh mới lạ. Ngoài ra, nhờ đội hình kết hợp bài bản giữa các nhân tố underground và mainstream nên là dù đều có xuất phát điểm khá khiêm tốn, nhưng nhờ hướng đi đúng đắn, cách xây dựng hình ảnh phù hợp khiến cho chất lượng âm nhạc và độ viral của 1989S luôn được đảm bảo. Tôi thực sự thấy hứng thú với Phúc Du ở thời điểm này hơn, không chiến như hồi còn battle rap, nhưng mà được bắt cặp cùng Bích Phương rồi Hoàng Dũng, lại còn được ngắm Amy say compa nên là được quá còn gì. Đúng là trên thị trường hiện tại, các công ty giải trí không trực thuộc những label quốc tế chắc là nổi nhất chỉ có 1989S, nhưng mà nếu nói họ là tổ chức hoàn hảo nhất thì cũng không hẳn, vì trên thực tế tổ đội này cũng còn nhiều hạn chế, tại vì đôi khi thử sức bản thân hơi quá. Ví dụ gần nhất là dự án Chạm Cảm Xúc, bắt đầu nhìn poster nhiều khán giả cho rằng hơi giống với cách công bố dự án Epic High Is Here của Epic High, tuy cũng gây tò mò nhưng mà chưa tới nên là người xem cũng hời hợt. Sau đó việc chọn chủ đề trong Chạm Cảm Xúc cũng chưa thực sự chạm tới được nhu cầu của khán giả. Tuy 1989S Entertainment
trên mình mong album sẽ là chạm sạc cảm xúc, nhưng mà hóa ra lại khiến khán giả chỉ nghĩ đến sạc theo nghĩa bậy, còn cảm xúc nhiều nhất thì có vẻ lại là chê. Ví dụ như hai bài của anh Bích với chị Emily, đúng là người nghe hiểu là anh chị muốn dành tình cảm cho nhau, khai thác chủ đề phụ nữ có chồng vẫn đem chăm sóc bản thân, làm đẹp các kiểu, nhưng mà có vẻ như là cách trình bày bài nhạc toàn loa về lốp khiến người nghe cảm giác như bị ác quỷ NTR xâm chiếm đến nơi. Khen chị Ly xinh là điều nên làm, nhưng mà cảm thấy cuốn hút bởi vợ người khác thì nó cứ hơi sai sai. Nhạc phẩm này còn bị lên án và gỡ bỏ thì có thể coi là một bước lùi nhẹ trong dòng phát triển của 1989S. Chưa kể những sản phẩm trong trạm cảm xúc cũng hơi cũ so với những gì khán giả mong chờ. Kiểu điểm mạnh của 1989S là làm cái mới, nên là khi ra mắt một sản phẩm của cả đội mà lại chưa đủ mới thì có thể tạo ra sự hụt hẫng và từ đó dẫn tới sự chưa tích cực lắm trong khán giả. Nếu nói là dự án trạm cảm xúc là cách để 1989S xây dựng lại nhận diện thương hiệu thì chắc là hơi kỳ, vì trong toàn bộ các bài nhạc được ra mắt của dự án thì các nghệ sĩ theo tôi cũng không thay đổi là mấy, vẫn là màu nhạc cũ, cách trình bày cũ, giao diện cũ. Được cái mới là chủ đề âm nhạc mới nhưng mà lại bị dính cái thuần phong mỹ tục, nên là nhiều nhận định cho rằng dự án này của 1989S có thể là một pha flop. Một bộ phận khán giả, đại chúng và truyền thông thậm chí còn hơi quá khi mà nói là đây là cột mốc mà 1989S đi xuống về cả chất lượng lẫn uy tín trên thị trường. Nhưng mà nói thật là nói thế thì nặng nề quá, vì với tôi thì trạm cảm xúc chỉ là một cách để khẳng định màu nhạc của nhà 1989S thôi. Kiểu nghe nhạc dance pop chúng ta thì thử Bích Phương, muốn nghe lo-fi cực chill thì có Phúc Du. Thế là đầu tiên cứ phải khen họ ở việc là dám thử sức bản thân với cái mới. Còn chê thì họ âm thầm sửa đến năm 2022 cho ra mắt một Phúc Du tươi mới cùng dự án truyền thông sạch sẽ bong kim kít là đủ để chứng minh 1989S tôn trọng khán giả và biết tiếp thu đóng góp thế nào. Hiện tại thì tôi cũng như là nhiều khán giả khác cũng đang mong chờ màn comeback của nhóm nghệ sĩ khác trong công ty. Cơ mà nói gì thì nói, nhiều bạn hay là cả anh em trong Nghi Đầm Thổi Tai cũng muốn gửi lời góp ý đến chị tên Cookie là nếu mà chị kiểu giảm bớt việc dùng ngôn ngữ Gen Z trong khâu sáng tác thì em nghĩ là hay hơn đấy, tại vì chắc là chị cũng kiểu đến tầm lớn rồi đấy thì bọn em nghe theo chị mà, chứ không phải chị nghe theo bọn em. Thứ nhất nó là mối quan hệ song song, nhưng mà thứ hai chị cứ hát ngôn ngữ của chị để bọn em hiểu cũng hay mà, kiểu mấy câu như là quá hợp lý luôn, hay là nó yêu em nhưng nó tệ. Nó nghe nó kiểu bị cũ cũ ấy, nghĩa là nghe kiểu hơi hơi cố cái Gen Z nhưng mà nó lại không Gen Z, nhưng mà nó cũng không sâu sắc ấy. Kiểu nó bị kỳ cục với hơi lệch tông trong tổng thể một bài nhạc không khí nghiêm túc, nên là trải nghiệm nghe hơi gợn. Chứ còn lại thì âm nhạc của 1989S năm qua không hề tệ và rất hợp lý, đặc biệt qua bài replay trên con Wave. Đến giờ thì tôi vẫn replay trên con BMW đồ chơi của tôi vì quá hay. Nói chung hạn chế của 1989S chắc quanh đi quẩn lại vẫn nằm ở chỗ họ cần kỷ luật hơn trong khâu khai thác ý tưởng, chứ từ khâu hình ảnh này, truyền thông nghệ sĩ thì công ty này đều làm chỉn chu. Theo tổng hợp ý kiến từ các 1989S con thì khá nhiều người ủng hộ việc chị đẹp Bích Phương quay lại nhưng ở một bộ nhạc hiện đại hơn một tí, chứ nhìn chị làm vlog nấu ăn mãi thì chờ hơi lâu. Ôi gì anh, nhựa chuối nó dính đầy ra tay. Cụ thể, nhiều khán giả gọi tên thể loại bubblegum pop kết hợp R&B và EDM future bass, thêm tí wordplay xéo sắc hướng đến người yêu cũ là nice. Kiểu như là người mà em yêu em còn chia tay được thì theo anh thuốc là đã là gì là ok. Mong là năm nay chị có siêu phẩm mùa hè nào đó để đi biển hoặc có cái mà đu đưa. Xong con thay, mẹ con bảo là con chỉ mặc có mỗi một cái CD con vắt váy lên vai, con đi lảo đảo từ khách sạn về nhà đấy. Vợ chồng anh Bích chị Ly mà quay trở lại vào mùa thu với một bản tình ca chị hát anh rap thì chuẩn chỉ. Màu nhạc cứ êm đềm xuôi tai như lớp của Chronic Lama hay là nghịch ngợm hư hư tây tây như là Chẳng Cần Nói Yêu của Woody thì đại chúng rất cảm ơn anh chị vì chuẩn bị văn mẫu tán trai tán gái để tránh thêm một mùa đông 2023 buồn và cô đơn. Còn Phúc Du thì giữ vững phong độ làm chàng rapper thơ thẩn nhà bên, mộc mạc mạnh mẽ nam tính không độc hại, chia sẻ buồn vui với cả anh em lẫn chị em như trong bài Đừng Gọi Anh Dậy. Trời mùa đông hiu hiu lạnh, nằm trên sofa nghe chất giọng trầm ấm của Phúc Du rất cháy. Nhiều ý kiến cho rằng 2023 có thể hoàn toàn là một năm phù hợp để 1989S làm dự án trạm cảm xúc 2. Cơ mà nhìn vào những đòi hỏi của fan thì thế là công chúng chờ đợi và mong mỏi các nghệ sĩ của 1989S rất nhiều. Cá nhân tôi thì cũng không dám mong gì nhiều. Năm nay 1989S ra 2 hoặc là 3 bài hit là tôi vui rồi. Trong đấy có một bài mà thầy Thanh Hà làm bản phối nhạc dân gian vào nữa thì xuất luôn, thề. Tóm lại, 1989S Entertainment thực sự là một tổ chức đáng chờ đợi vào năm 2023, vì sau mỗi lần ở ẩn là các thành viên của đại gia đình này đều có những màn comeback rất ngoạn mục, nên là những câu chê từ truyền thông như kiểu tên Cookie viết nhạc nghe phè, anh Bích chị Ly chỉ biết khoe thân phản cảm, hay là chị Bích Phương có tất cả nhưng mà không đủ thấu hiểu để có được chồng thì nên bỏ qua, xé nháp và đánh tiếng ủng hộ cho các anh chị làm nhạc tiếp. Cá nhân tôi thì mong rằng năm nay các anh chị sẽ xuất hiện ở cả sân khấu live nữa, chứ nói thật là fan đó nhạc của Bích Phương lắm rồi đấy. Nếu mà không thì chị lấy chồng đi cũng được, chứ không thì ra nhạc đi làm gì đấy. Và đó là những thông tin mà bản thân Nghi Đầm Thổi Tai tìm hiểu góp nhặt và tổng hợp được. Nếu có gì chưa
chưa đúng hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho bọn mình. Đừng quên đăng ký cho hệ thống của Nhi Đồng Thối Tai, như là Nhi Đồng Mất Não, Vui Vẻ The Reviewer, Người Chơi Điện Tử, Người Chơi Đồ, Vui Vẻ Ăn Cứt, Mì Tôm Hai Trứng, Hay Phết, còn kênh nào nữa nhỉ? Chung mấy kênh mà ở trong phần kênh ấy, để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.